Bạn đã sẵn sàng trở nên xinh đẹp hơn và tâm sự cùng Thúy Vân. Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Vi. Công việc hiện tại của mình là dancer tự do và kinh doanh online. Mình bắt đầu công việc này là từ năm 3 tuổi. Tính đến bây giờ là công việc của mình được theo được 25 năm. Trong suốt quá trình tập luyện lưu diễn thì Vi được đi nhiều nơi, cũng có những bạn bè các nước khác, được làm quen được nhiều bạn. Thì trong đó thì gặp gỡ và quen được là anh chồng hiện tại của Vi. Vi với anh đó quen được 7 năm và tiến tới hôn nhân năm 2020. Trước đó trong cái quá trình quen thì hai đứa vẫn vô tư lắm. Công việc mà bắt ra là chỉ ở trên sàn tập hoặc là đối diễn thôi. Cho nên là cái công việc mà bếp núc này nọ thì nghe rất là xa xôi lắm. Chưa bao giờ mà bước vô bếp á, tại cứ nghĩ là về nhà có anh chị, ba mẹ làm sẵn đồ ăn, cứ ngày ngày qua ngày là như vậy. Cho nên là không có nghĩ tới cái vấn đề là mình sẽ là nữ công gia chánh lúc nào. Cho đến khi gia đình của bạn trai đề cập tới cái vấn đề đám cưới này nọ, thì lúc đó trong đầu liền suy nghĩ tới là khi cưới về phải làm gì. Cái đầu tiên mình nghĩ tới là công việc nấu ăn, phải vào bếp núc, là nữ công gia chánh, sáng sớm mình phải dậy sớm quét nhà lau nhà này nọ, rồi mình phải đi chợ nấu ăn cho cả gia đình bên chồng. Lúc đó là mình bị áp lực rồi, nhưng mà chuyện gì tới cũng tới. Khi mà đám cưới xong rồi hai đứa quyết định ra ở riêng, đầu cứ nảy ra những cái suy nghĩ hôm nay mình sẽ nấu món gì, rồi lên YouTube tìm hiểu này nọ, từ những cái món đơn giản nhất, chứ không phải là như cái thời mà còn độc thân là chị cứ đói thì chỉ biết là hôm nay mình ăn mì gói đỏ nha, ăn đại ăn tạm ở ngoài đường người ta bán gì đó. Khi mà có chồng rồi thì tự nhiên mình lại tự có ý thức hơn, mình tìm hiểu hôm nay mình sẽ nấu món này món kia, để khi mà chồng của mình về á, đi tập về thì trên bàn lúc nào cũng bày biện sẵn đồ ăn hết, chứ không phải là về nhà mà thấy nhà trống quát rồi thấy vợ vậy. Cái đó cũng là một cách giữ cái hạnh phúc của gia đình. Lúc trước thì cái cuộc sống của Vi là cứ lên YouTube coi những cái clip nhảy rồi mình lưu về để mình tìm hiểu. Mà sau cái cuộc sống hôn nhân thì mình tìm hiểu về những cái món ăn để mình hoàn thiện cái công việc nữ công gia chánh của mình, trở thành một cái người vợ đảm đang trong mắt chồng. Lúc nào chồng về cũng tự hào là hôm nay về là có đồ ăn vợ bày biện sẵn. Được một cái là anh chồng của mình khi mà về ăn những món ăn chính tay mình nấu thì ảnh khen và ảnh thích những cái món đó, và qua ngày hôm sau tự động kêu là bữa cái món đó em nấu anh thích đó, anh rất muốn ăn lại cái món đó, cho nên là cái gì em làm cái món đó cho anh ăn nha. Những lần sau nữa thử làm những món khác thì anh lại nói là em có thể nấu được cho cả gia đình ăn luôn rồi đó. Lúc đó cảm thấy trong lòng rất là vui, suy nghĩ là vậy là mình cũng có thể làm vợ được rồi. Xin cảm ơn những chia sẻ của Bảo Vi. Và bạn đã sẵn sàng trở nên xinh đẹp hơn và tâm sự cùng Thúy Vân. Vi đồng ý. Chào mừng mọi người đang đến với chương trình Tâm sự cùng Thúy Vân. Và ở đây thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của rất nhiều các chị em phụ nữ khác nhau. Mỗi người mang đến đây một câu chuyện, nhưng mà những gì mà chúng tôi muốn mang đến đó chính là sự truyền cảm hứng, để mọi người thấy ba việc mà con gái không có bao giờ mà dừng làm được. Đầu tiên đó chính là kiếm tiền, thứ hai đó chính là làm đẹp, và thứ ba đó là phải luôn 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 hạnh phúc. Và mỗi người ở đây sẽ có những sự lựa chọn khác nhau, nhưng từ câu chuyện của họ chúng ta sẽ thấy được là họ mạnh mẽ như thế nào để có thể trở thành con người hiện tại. Và hãy đến với cô gái có rất là nhiều điều tương đồng với Thúy Vân nha. Cùng chào đón Bảo Vi. Trước mặt Vân là một cô gái rất là xinh đẹp. Và thêm một cái điều bất ngờ nữa, khán giả ơi, đây là hai mẹ bầu đang ngồi với nhau. Cùng là hai mẹ sắp bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống làm mẹ. Và cái câu chuyện vừa rồi của Vi á, làm cho Vân cảm thấy cái năng lượng tích cực và được truyền cảm hứng nhiều lắm. Mình từng là một dancer nè, rồi đi rất là nhiều nơi. Và cái sự thay đổi để bạn trở thành một bà nội trợ, không biết mình có bị bất ngờ hay không khi mình nhìn những tấm ảnh này. Trời.
Tính ra là thời đó là cũng là máu lửa ha, nhiều show rồi toàn là những cái chương trình rất là dễ thương. Trong cái khoảng thời gian này là mình là một cô gái năng động, lúc nào cũng bay nhảy kiểu YOLO get high. Nào cứ nghe nhạc lên là mình sẽ tự feel theo nhạc, thể loại nào mình cũng quốc tế luôn. Có khi nào mà tự nhiên mình ngồi cái mình nghĩ giờ mình đang mang bầu, cái mình nghĩ tới mình hồi lúc trước, mình không tưởng tượng được đó là hai người khác nhau. Vân bị trường hợp đó nha, không biết Vi có bị cái trường hợp tương tự không? Có, cái Facebook nó hay nhắc cái về khoảng thời gian hôm trước. Đúng rồi. Là sáng sớm cứ ngủ dậy mở bắt ra vô check cái phần mà kỷ niệm, mình nhìn trời ơi cái bụng kìa, tướng tá eo ót ngon lành. Mà hả, cái hôm đó là diễn chung với ca sĩ này nọ, mà mình nghĩ nếu mà bây giờ mà mình nghĩ lại chắc người ta ao bài luôn rồi, mình mới mực được nửa bài. Mình cảm thấy giống như là đó là một con người khác và một cái thế giới khác. Đây là bà nào nè, chứ không thì phải tôi. Facebook nhắc lại ngồi coi rồi, trời cái này đi diễn nước ngoài luôn hả? Giờ nhìn lại, đang ngồi phơi cái bụng ra, ngồi nhìn màn hình, không tin luôn á. Nó lẹ mà cách nó mới có một năm thôi. Một năm mà quá nhiều sự thay đổi đúng không? Lúc mà mình làm dancer, vì sao mà bạn ghét bếp, bạn không thích nấu ăn? Do cái công việc cứ mở mắt ra là trên sàn tập, xong rồi cứ tới giờ trưa thì ăn qua loa đại ở ngoài đó, tới giờ mới cúp xong đi diễn. Cứ như vậy rồi tới khi mà mẹ nói là con gái lớn rồi, thử nấu một món như thế nào đi. Kiểu như mà mình bị ép á, không có thích vào bếp, nhìn mẹ làm qua loa cái xong à, biết rồi, xong rồi đi ra. Cái khoảng thời gian đó là cái món mà bạn tự tin nhất là món gì? Những cái món đơn giản như là mì gói, tan hơn là mua đồ về mình xào chung này nọ với cơm. Cái này là một cái tâm lý rất phổ biến của những bạn trẻ bây giờ, những bạn nữ nha. Mọi người ở nhà có ba mẹ lo nè, xong rồi công việc thì cũng rất là bận rộn, mình muốn ra ngoài, mình muốn cống hiến nhiều hơn, và mình không quan tâm nhiều lắm về cái vấn đề là nữ công gia chánh hay bếp núc. Vậy thì mình sẽ quay ngược lại cái đoạn mà mình chuẩn bị ra mắt gia đình chồng. Chắc lúc đó bạn áp lực lắm đúng không? Đúng rồi, gia đình chồng vừa đề cập bác qua nói chuyện với ba mẹ và đề cập đó cái vấn đề cưới xin. Không, lúc đó chỉ ngồi cười cười vui vui thôi. Đến khi mà tối về rồi mình suy nghĩ cưới về mình sẽ là một người vợ, đầu tiên là mình phải vào bếp nấu ăn cho gia đình chồng. Trong khi đó kiến thức về nấu ăn rất là lu mờ. Khi mà cưới về rồi, lúc đó ra ở riêng, ngồi nghiệm ở nhà, hôm nay mình phải làm cái gì, thôi liều đi, mình lên YouTube mình coi đại nấu thử cái món nào đi. Xong rồi kêu anh chồng à, hôm nay em nấu thử món này nè. Bắt đầu anh cũng sợ lắm, anh hỏi em nấu được không vậy? Chồng nói, mình còn không tin mình nữa. Xong rồi nói thì cứ mua đi về em nấu cho. Anh cứ đứng lên ngồi xuống nè, thì em nào giờ làm sao, anh cứ ngồi yên đi để em làm. Sau đó mình làm nước sốt bày biện ra rồi, anh nghe mắt ảnh sáng trưng rồi nè, trời ơi làm cái món gì vậy mà có sốt này nọ nhìn thích ghê á. Đó đòi anh ăn thử, trong lúc ăn cứ hỏi dè chừng hoài à, anh ăn được không, có bị mặn hay gì không. Mà ảnh cứ gật đầu nè, được, cứ sợ là ảnh khen cho vợ vui. Nhưng mà qua những cái ngày sau nói thôi em làm lại cái món hôm bữa đi, thấy cái món đó anh thích á. Là món đó là món gì, món đầu tiên mình nói sườn xào chua ngọt. Ôi món đó là hơi bị khó á nha. Nấu món đó đầu tiên là cũng phải là dũng cảm nhiều lắm mới nấu được món đó. Cái lúc mà bạn chuẩn bị lấy chồng á, phía ba mẹ chồng có nói về cái chuyện là con phải nấu ăn, con phải biết làm, hay là tự bản thân mình có cái áp lực đó? Cũng may mắn là mẹ chồng cũng rất là hiện đại xì tin, nên là không có đặt nặng cái vấn đề là nàng dâu con phụ được gì phụ còn không, con cứ ngồi đó đi, cảm thấy rất là thoải mái luôn. Tư duy của ba mẹ rất là hiện đại và rất là hiểu cho con gái. Từ câu chuyện của Vi ấy, thì Vân thấy được cái việc mà mình vào bếp á là do tự bản thân mình muốn. Đúng rồi. Từ cái tình yêu của mình với chồng của mình và mình muốn chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, thì tự nhiên dần dần cái mình lại có thêm những cái sở thích mới, mình lại có thêm những cái thói quen mới. Đến cái giai đoạn là mình sắp có con, tất nhiên là nấu cho hai người ăn nó sẽ khác với lại nấu cho ba người, hoặc là sau này thêm nhiều thành viên nữa. Thì đến thời điểm hiện tại, bạn tự tin về trình độ nấu ăn của mình bao nhiêu phần trăm? Cũng được 90%. Nhưng mà trong suốt khoảng thời gian đó mình có bao giờ mà có một cái thất bại hay là một cái sự cố nào chứ? Cái đợt đó anh chồng ảnh đòi ăn rất là đơn giản là khô quẹt, chưa có biết điều chỉnh cái lửa như thế nào á, cháy được anh cho nước vô này nọ. Lúc đó là hai vợ chồng quán luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì hai vợ chồng mình là mỗi ngày đều ăn ở nhà hết. Dạ. Mỗi ngày là Vi đều nấu.
Trong cái việc mà bạn thay đổi từ một cô nàng dancer rất là tự do, rất là thích bay nhảy ở ngoài, và đến thời điểm hiện tại bạn có thể làm bếp rất là tốt như vậy, thì Vi thấy vai trò của chồng Vi như thế nào? Anh chồng cũng không phải là khi mà mình vô bếp là anh sẽ ngồi nhìn, ảnh cũng phụ giúp. Như mình làm cái phần đồ mặn thì ảnh sẽ ngồi cắt rửa rau củ, lại nấu nồi cơm, ảnh luôn túc trực đứng kế bên. Vừa phụ nè, xong rồi ảnh nấu phụ, xong rồi ăn phụ, miễn như là đảm nhận luôn cái việc là rửa, rửa luôn rồi đảm nhận luôn việc khen mỗi ngày luôn. Nếu như vậy thì thật sự là câu chuyện của Vi rất là truyền cảm hứng, tại vì vẫn có rất là nhiều người cái tâm lý ở trong gia đình là chuyện nội trợ chỉ của phụ nữ thôi, và đặc biệt là cũng bị áp lực không chỉ riêng chồng mình mà còn gia đình chồng. Nhưng mà từ câu chuyện của Vi thì mình cũng có thể thấy là tất cả là do mình, do bản thân mình muốn chăm sóc người ta, do bản thân mình thấy đây là cái trách nhiệm của mình. Đừng ai nói là phải như thế này, phải như thế kia. Chúng ta có sự lựa chọn cho cuộc sống của mình mà. Rất là thích những người phụ nữ mà trẻ, hiện đại và có một cái tư duy cởi mở như thế này. Tự mình thích lui về, giống như Vân ngày xưa là chả bao giờ mà mình phải nấu ăn hết. Xong rồi bây giờ là mình làm đủ thứ món, mà chồng mình là càng ngày càng mập hơn. Nhưng mà mình thích mình làm nha. Nếu như mà bắt mình là 7 ngày một tuần phải làm thì như vậy lúc đó nó là cái nhiệm vụ rồi. Mình sẽ không còn cảm thấy cái tình yêu và mình cảm thấy là mình muốn làm nữa. Bây giờ cũng gần đến những cái giây phút cuối cùng của chương trình rồi. Với những bạn mà đang trong team ghét bếp, làm sao để các bạn yêu bếp nhiều hơn? Qua câu chuyện này là Vi cũng muốn chia sẻ đến với những bạn trẻ hiện đại bây giờ là đừng có lo sợ cái việc bếp núc nữa. Đến khi mà mình tự vào bếp lăn xả mọi thứ là mình sẽ tự chế biến những cái món ăn mình yêu thích, lúc đó là mình sẽ thấy là vô cùng yêu bếp, mình sẽ có đam mê hơn, mình sẽ tìm tòi nhiều món để cho cái người thương của mình thưởng thức những cái món chính tay mình làm ra. Và chắc chắn là cả hai vợ chồng hay là trong gia đình, nếu như mà mình sống với lại ông bà nè, mình sống với cha mẹ, thì có một người phụ nữ lúc nào cũng yêu bếp sẽ làm cho cuộc sống của mình nó hạnh phúc hơn. Và tất nhiên là không chỉ một người phụ nữ đó làm, mà những người xung quanh cũng hãy hỗ trợ về mặt tinh thần. Rồi mình phụ được gì mình cũng sẽ phụ, thì đó sẽ là một căn nhà mà lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hết. Và Vân tin là hạnh phúc thì luôn luôn là đích đến của tất cả mọi người. Bây giờ mình bỏ qua cái phần yêu bếp ghét bếp ha. Hai bà bầu nhảy bài cho mọi người coi được không? Sẵn đây mình có dancer mà. Còn mình không phải dancer nhưng mà máu yêu văn nghệ cũng nhiều. Giờ mình chơi không? Chịu không? Được. Rồi chơi. Và mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục của mẹ Vân và mẹ Vi. Mẹ Vi sẽ nhảy chính, còn mẹ Vân sẽ ráng đu theo. Coi như đây là một cái giây phút của hai bà bầu vui, và cũng thể hiện cho mọi người thấy là dù chúng ta đang ở bất kỳ trạng thái nào, độc thân nè, có gia đình hay là thậm chí là đang mang bầu, hãy tự tạo niềm vui cho mình. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Bảo Vi trong chương trình Tâm sự cùng Thúy Vân, và hãy cùng gặp lại ở những số sau nhé. Chào tạm biệt.